đôi nào ăn đôi du. Đôi này này, đôi áo xanh này. Rất tuyệt vời. Hôm sau vui chơi cặp với Asan á quân vô địch thế giới. Người đang quay đấy nhỉ? Du cũng thế, Du cũng là á quân vô địch thế giới. Nhưng mà em không biết nói gì. Quá nhỉ? Không nói nữa. Giờ thì mình sẽ bắt đầu. Không trẻ. Hoặc là OK, chào mừng các bạn đến tiếp tục đến với trận bán kết tiếp theo ở nội dung đôi nam của đối đầu nội bộ giữa Indonesia và cặp đôi phía xa màn hình. Xa màn hình gồm chính là cặp đôi mà hôm qua vừa mới loại, đôi Du Doan Siêu và Kim Bắc Dân. Và đây là trận đấu thứ nhất. Là điểm sai à? Điểm đúng không? OK, điểm 4-1 cho cặp đôi áo đen. Anh thấy chưa? 2-4. Cặp đôi phía sau màn hình, cặp đôi áo xanh kia chính là cặp đôi đã loại Du Doan Siêu và Kim Bắc Dân trong trận đấu tứ kết ngày hôm qua. Và trong trận đấu thứ nhất này họ đang bị dẫn trước với điểm số 4-2. Còn có vẻ rồi 5-2. Non quá. Cặp đôi trẻ. Hello N Anh Đức, hello Đinh Hoàng Long, hello Tuấn Trần, hello Quang nha. Xin chào tất cả mọi người. OK, xin chào Thắng Hunter. Điểm 5-2. Áo đen phát cầu, bây giờ sẽ gọi là áo đen áo xanh nha, bởi vì đây là cuộc chiến nội bộ giữa Indonesia. Điểm 3-5. Phát cầu tốt. 4-5 cho cặp đôi áo xanh. Chung kết ngày mai đánh nha mọi người ơi, chung kết ngày mai đánh nha. Mọi người có thể giúp mình chia sẻ live stream để nhiều người được thấy live stream này và chúng ta cùng nhau vào xem nào. Hiện tại thì ít người xem quá. Điểm 6-4. Đó là một pha phạt cầu tốt. Và đây là cuộc chiến nội bộ, có vẻ là không căng thẳng cho lắm. Mọi người có nghĩ thế không ạ? Ui, hay đấy. Điểm 7-4 cho cặp đôi áo đen. 8-4 rồi. Đây là trận chiến nội bộ của Indonesia nha mọi người. Vâng, rõ ràng là cặp đôi bên kia đánh nhà rồi hay như nào rồi. Thực sự đấy, hôm qua đánh với Du đánh kinh khủng như thế rồi. Điểm 9-4 cho cặp đôi áo đen. Pha phạt cầu ngắn. Rồi điểm 5-9 cho áo xanh. Đều là Indo hết mọi người nha. Năm chín rồi, nó là một tình huống cầu khá vội vàng. Điểm 6-9. Đây là đánh cháy nhiều. Vâng, phía bên cặp đôi áo xanh bên kia là cặp đôi thắng Du hôm qua, tay vợt thấp hơn. Hay thế nhỉ? Vâng, hay quá. Một cầu vừa rồi đã đánh lừa hoàn toàn hai vận động viên áo xanh. Điểm 16. Cầu lông đôi Indonesia quá mạnh và lại tiếp tục là một tình huống phát cầu lỗi của cặp đôi áo đen. Từ nãy giờ họ phát cầu lỗi đến 2-3 lần rồi. Cầu điểm 70. Rất may mắn cầu lần dưới 80, tiếp tục là một điểm số cho cặp đôi áo xanh. OK, xin chào Nguyễn Hồng Khải nha, xin chào Dũng nha. Và mọi người giúp mình chia sẻ live stream đã, ít người xem quá không có cảm hứng bình luận gì cả. Vâng, em hỏi là mọi người có cho rằng là như thế hay không anh Lương Trung Dũng ơi. OK, điểm 9-10. Vâng, trận đấu sắp trở lại thế cân bằng rồi.
liệu có là 10 đều hay không. Ở ngoài sân, chính xác là 10 đều. Và đội phía bên kia họ đánh rất chắc chắn và kinh nghiệm. Sakucho tay vợt nam vợt phản xạ rất nhanh. Củ tay kia củ cầu rất đơn giản và nhẹ nhàng, không thủ được nữa rồi. Còn vậy là nửa trận đấu thứ nhất đã trôi qua, điểm 11-10 cho cặp đôi áo đen. Anh xe đạp điện Xuân Dũng mạng không thể điều chỉnh được anh ơi. Làm sao mà điều chỉnh cho nó nét hơn được. Nếu mà điều chỉnh được em điều chỉnh Full HD 4K luôn. Ok, tiếp tục anh Hoàng Tuấn Bình đang cung cấp thông tin. Thực sự tên cho vận động viên quá dài. Đừng ra là điểm 12-11 vẫn rất căng thẳng trận đấu thứ nhất. Vâng, nó là một tình huống đập cầu rất mạnh và trong khi đó nó còn lật lưới nữa. Chú cơ cấu làm sao chú đó mình lấy cho cặp đôi trẻ. Đó là một tình huống hồ cầu chạm lưới khiến cho đường cầu đi chạy khỏi đường phán đoán của cặp đôi áo đen. Đội điểm 12-13. Rất căng và di chuyển rất nhanh ạ. Cho cặp đôi áo đen. Ban tổ chức đề nghị khán giả không dùng đèn flash khi quay phim chụp ảnh. Một pha đánh chặn cầu rất hay nhưng chưa thể giành điểm. Trọng tài xác định đó một đường cầu trong sân. Với chiều cao của mình thì tay vợt Sakucho có những pha đập cầu chéo sân rất cắm và hiểm hóc. Điểm 13-14, vâng, vẫn rất căng thẳng, tuy nhiên không căng bằng trận hôm qua. Cầu rất lì, hay quá nhỉ. Cầu ngoài sân 14 đều rồi, đây là thế trận đã trở lại về vạch xuất phát. Thế trận đã cân bằng trở lại, điểm số 14 đều. Hello anh Nguyễn Tường, hello chị Nguyễn Ngọc nha, hello Học Nguyễn, hôm nay không live stream mà em ơi. 14 đều. Không được rồi. Đó là tình huống cầu lật lưới. Năm bốn cho cặp đôi áo đen. Mình xin nhắc lại đây là cuộc chiến nội bộ của Indonesia nha. Rất cảm ơn anh Tùng Trần rất nhiều. Tiếp tục là một đường cầu may mắn. 6-4 cho cặp đôi áo đen. Từ đầu trận đấu đến giờ thực sự chưa có nhiều đường cầu giằng co. Mai Nguyễn Học cố gắng ra live stream cho anh em cùng xem. Vì một mình anh không thể live stream hết các trận được. Anh em chia ra live cho mọi người có thể xem được tất cả các trận nha. Điểm 15-16. Vâng, điểm số vẫn rất sát nút, hai đôi vận động viên bám đuổi nhau từng điểm số 1. Rồi 16 đều. 14 đều và bây giờ là 16 đều. Rằng cặp đôi áo xanh, cặp đôi Sakucho có thể lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu này hay không? 16 đều. Vâng, 17-16 như ông dự đoán. Cặp đôi áo xanh đang vươn lên dẫn trước. Dù sao thì cặp đôi bên kia vẫn cảm giác họ đánh cầu kinh nghiệm và chắc chắn hơn. Đương kim Á quân thế giới đã từng đạt Á quân thế giới. Ôi vẫn còn kìa. Sợ thật. Ôi vẫn còn kìa.
tay vợt thấp thấp ở phía bên kia, tay vợt này đánh cầu ngang và thủ cầu cực tốt luôn mọi người ạ. Hôm qua tay vợt đó là ép rồi, hay thế nhở. Đầu tiên xin chào anh Đức Hoàng nhá, xin chào Trần Hoàng Hiệp. Vâng, vừa rồi là pha cầu hay nhất của trận đấu thứ nhất này. Còn đến bây giờ không ạ. Đôi nam trẻ áo đen này kiểu gì năm sau cũng có số má thế giới. Kiểu gì năm sau cũng có số má thế giới. Bắt vào rồi. Hello anh Túc Văn nha, xin chào Đăng Ly, xin chào An Chu. Điểm 19-16 rồi, khoảng cách 3 điểm, một khoảng cách tương đối an toàn ở cuối set đấu thứ nhất. Còn cặp đôi đàn anh đang thành thể hiện được đẳng cấp của mình, 20-16 rồi. Còn cặp đôi áo đen đang thể hiện những sự vội vàng để đến lượt số cuối cùng này. Rõ ràng họ đã có những khởi đầu thực sự rất tốt, tuy nhiên họ đã không tận dụng được điều đó. Và bây giờ cơ hội kết thúc trận đấu thuộc về cặp đôi áo xanh. Ok, anh Đăng Ly đây là nội bộ của Indonesia nhá. Trận đấu giữa hai đôi vận động viên đều đến từ Indo. Có hay quá, rất lắc léo, hay thế nhở. Rồi 21-16, chiến thắng khá thuyết phục với set đấu thứ hai nào. Ok, cảm ơn Tita và cảm ơn Đăng Ly nha. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Hay quá, vẫn còn, vẫn rất nỗ lực. Còn nữa rồi. Nó bay người ném vợt thì cũng không kịp. Bay người ném vợt. Ok, tay vợt đến từ Indonesia đánh hang vợt thì nhìn lạ thế nhở. Mặc áo kìa, mọi người nhìn thấy không ạ? Chưa bao giờ nhìn thấy thương hiệu này luôn. Phải lên nét. Phở lên á? Phở lên thiếu một cái là so với phở lên. À, Flav khác với Flip nha, anh cứ tưởng Flip. Đây có hai chiếc Flip ra chiếc. Đại loại là vương thương hiệu vợt này khá lạ. Thương hiệu không tên tuổi. Chưa bao giờ ông nghe được đến. Không có tên tuổi tại Việt Nam. Nhưng từ sau trận thắng trận sau khi đôi nam này mà chiến thắng ở giải này thì nó sẽ sớm nổi tiếng ở Việt Nam mà thôi. Ôi. Bắt bài rất hay nhưng đó là một tình huống bắt bài hụt rồi. Thực sự tay vợt Sapucho này có chiều cao rất. Ôi ôi, không hiểu sao con tình huống vừa rồi anh ta lại đánh cầu ra sân lỗi như thế. Còn 3 điểm số đầu tiên cho cặp đôi áo đen phía bên kia. Còn cặp đôi áo đen lại tiếp tục có một khởi đầu rất tốt. Họ nhập cuộc trong trận đấu thứ hai này khá hay, bằng 4-0 rồi. Ông này toàn để dân trước nhỉ. Bật kèo nó mới thích. Thích thể hiện đẳng cấp kiểu nhường mấy quả đầu ấy. Tăng về sau mới đánh thôi. Kiểu như thế. Mạnh. Rồi, điểm số đầu tiên là đội áo xanh 1-4. Ok, lượng người xem đang tăng rồi đấy. Cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ nhá. Cảm ơn Hiếu nghe nhá. Chị Hiền không? Hello Dương Quốc Hiếu nha. Chị đang ở sân Tây Hồ đây. Ngon rồi, ôi vẫn còn kìa. Vẫn còn nữa rồi. Về cầu rất mạnh. Thời điểm 5-1 cho cặp đôi áo đen. Hello Lý Vinh Huy, hello Hoàng Cưng, hello Ly An nha. Ok, em cảm ơn anh Hiếu nha. Điểm 5-1 cho cặp đôi trẻ. Hello Khánh Huyền. Bắt cầu lỗi.
2 năm. Đôi gần màn hình của chúng ta, đôi áo xanh thắng cặp Upa nha anh Nguyễn Xuân Trường ơi. Điểm 6-2 cho cặp đôi áo đen. Đây là cuộc chiến nội bộ giữa hai cặp đôi đứng phía Indo. Hơi vội vàng rồi ra ngoài sân. Điểm 7-2 rồi, khoảng cách 5 điểm được tạo ra ngay từ những điểm số đầu tiên của set đấu thứ hai. Ok, xin chào Nguyễn Lê Hùng nha. Hiếu qua đi Hiếu ơi, vẫn còn trận nhá, vẫn còn đôi nam, vẫn còn đôi nam nhá. Và vẫn còn đôi nữ luôn. 3 trận nữa. 1 nam nữ nữa, 4 trận nữa. Ok, lên hơn 100 người xem rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hùng cho đến thời điểm hiện tại. Vâng, khoảng cách vẫn là 5 điểm. Điểm số 38 cho cặp đôi áo xanh. Chính là cặp đôi đã loại Upa ngày hôm qua. 38. Rất có thể chúng ta sẽ được theo dõi trận đấu thứ 3 trang này nhá. Vẫn còn. Ôi. Ôi, tí nữa thì móc đi được. Điểm 48. Những kết quả của set đấu thứ hai này có giống như set đấu thứ nhất không? Rõ ràng là cặp đôi áo đen ở set đấu thứ nhất họ đã dẫn điểm khá sâu ở đầu trận đấu nhưng về sau vẫn thua ngược rất sâu. Lại tiếp tục thể hiện những đường cầu lỗi và vội vàng rồi. Điểm đổi điểm 58 cho Sapucho, cặp đôi áo xanh. Sapucho chính là đồng đội của Asan ở Indonesia trước kia. Hai người động viên đã từng gặp với nhau. Tay mình chưa đủ độ làm đánh như thế nữa. Non rồi. Vâng, một pha cầu non như thế thì tay vợt kia không có, không cho họ cơ hội nữa rồi. Ê, cảm ơn mọi người. Mong lắm có con số 300. Nói chung mình live stream giải đại hội toàn quốc có hơn 1.000 người xem mà. Hơn 1.000 người xem mà bây giờ giải quốc tế người xem thật. Cặp Sapucho xem 1993. Sapucho 93. Cặp Sapucho. Hay quá nhỉ. Ồ, đẳng cấp thật. Cặp Sapucho xem là bao nhiêu? Thế hai thằng bên kia có trẻ không? Chắc là trẻ. Hai bên kia chắc chắn trẻ hơn. Chắc là trẻ hơn bên đây rồi. Ok, cảm ơn anh Hoàng Tấn Bình đã cung cấp thông tin. Sau trận đôi nữ bên kia sẽ là trận đôi nam tiếp theo. Hàn Quốc gặp Đài Loan. Cảm ơn anh rất nhiều. Theo Hàn Quốc đánh hay hơn, phong cách đánh nó nhiệt hơn. Ui, cầu ngoài sân, bắt liên tiếp nhanh. Đội điểm 60. Hơi cao rồi. Cơ hội tấn công. Quá gắt, bật quá cao. Ok, điểm 11-6. Khoảng cách 5 điểm vẫn được cặp đôi trẻ duy trì. Một tình huống phát cầu cao như thế là quả đúng cảnh. Cảm giác nó không đủ vươn. 12-6 rồi. Dạ. 7-12. Chưa biết kết quả sẽ thế nào đâu. Ok, anh Hoàng Kim qua ra pen giao lưu cơ. Có giờ anh về Việt Nam thì giao lưu với em. Một pha chém cầu rất xoáy nhưng rất tiếc là cầu chưa qua lưới. Đấy, trẻ. Ôi thật á? Tầng cao cao á? Ăn mà đã phải không không là tầng trên chỉ
sinh năm 2000 nó đã đánh như thế này rồi. Thì đúng là 1-2 năm nữa thì kiểu gì cũng có tên tuổi trên bảng xếp hạng thế giới. Mà vẫn là trẻ. Ok, chỉ được chạm người, chạm vượt qua, chạm lưới qua sân, chạm vượt qua sân thì mới được tính điểm các bạn. Chạm người thì sẽ không được nhá. Anh Thái được, cũng tính người nó có 18 cộng chung 18. Thế còn thằng kia? Ôi thằng 2000, trẻ nhờ. Hello anh Phan Thanh, hello Hoàng An, hello Lê Thị Mai Anh, xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã tiếp tục dùng chia sẻ live stream. Rất tuyệt vời, con số người xem nó tăng lên rồi. Điểm 13, 9-13. Rất khéo léo. Vâng. 14-9. Khoảng cách 5 điểm vẫn được duy trì an toàn từ đầu trận đấu đến giờ. Cặp đôi phía bên kia là cặp đôi trẻ của Malaysia. Của Indonesia theo thông tin của một cổ động viên cung cấp thì một trong hai tay vợt đó sinh năm 2000. Thì mình nghĩ là tay vợt còn lại cũng chỉ 99 2000 thôi. Hay quá nhỉ. 23/10 năm 2099. Vâng, một vận động viên 99, một vận động viên 2000. Hai tay vợt đến từ Indo rất trẻ và tài năng. Và chắc chắn rằng chỉ khoảng 1-2 năm nữa thôi. Họ sẽ trở thành những tên tuổi của cầu lông thế giới và thi đấu tại các giải cao hơn như Super Series, vô địch thế giới hay là Olympic. Đà xe rồi. Đôi này đôi áo xanh nó vẻ bối rối thế nhỉ? Đôi đen đang rất sung. 17-9 rồi, khoảng cách 8 điểm rồi. Gần như là chắc chắn chúng ta sẽ được chứng kiến xếp đấu thứ 3. Và phát cầu lỗi thứ 2 của cặp đôi áo đen trong xếp đấu này. Đôi điểm 10-17. Phát cầu rất tốt. Và cầu vặn sườn. Cảm ơn anh Trương từ Scott nha. Cùng sinh năm 94 mọi người. Nhiều người nói Hùng bảo nhìn trẻ nhưng mà giọng này hơi già. Chặn lưới đôi nhập công. Vẩy kìa. Thủ tay sợ nhỉ, bạn xem nhỉ. Lên lưới rất nhanh. Và có một tình huống nhường nhau của cặp đôi thì là đôi áo đen. Đội điểm 12-17 cho cặp đôi áo xanh. Rất tốc độ. Và một pha cầu rất mạnh nhưng rất tiếc là cầu đang ngoài sân rồi. 13-17 rồi. Liệu rằng diễn biến của cuối set đấu thứ hai này có giống với set đấu thứ nhất hay không? Liệu rằng cặp đôi áo xanh có thể vươn lên và giành chiến thắng hay không? Thực sự trong cầu lông không gì là không thể. Hùng đang có cảm giác như thế đây. Cơ hội tấn công. Ui. Vâng, rất xuất sắc. Tiếp tục là một điểm số cho cặp đôi áo xanh. 14-17. Gần 3 điểm số liên tiếp cho cặp đôi áo xanh. Vâng, cặp đôi áo đen bên kia vẫn đang dẫn trước 17-14 nha anh ơi. Chưa biết thế nào. Đôi kia học. Điểm 14-17. Một pha phạt cầu ngắn. 18-14. Vâng, khoảng cách vẫn còn là 4 điểm, một khoảng cách tương đối xa. Rất có thể chúng ta sẽ được theo dõi trận đấu thứ 3. Vâng, cũng đang mong muốn điều đó. Xin
sự đây là một trong những trận đấu đôi nam hay nhất. Một đấu trẻ từ năm 99-2000 là đội bóng của bên kia. Đẹp rồi, rất ngay. Điểm 15-18 cho cặp đôi áo xanh. Rất cẩn thận. Rất đáng tiếc. Cặp đôi trẻ đang thể hiện, đang có tình huống trồ lôi. Đang thể hiện một chút sự vội vàng trong đó. 16-18 rồi. Vâng, cặp đôi đàn anh đang bước lên từng bước khá vững chắc. Liệu có là thể là 17-18 hay không? Tay về trái kìa, 17-18 rồi qua. Chỉ sợ rằng cặp đôi trẻ sẽ không thể vượt qua set đấu thứ hai này. Lúc nãy Naraoka thua anh. Đúng không? Naraoka thua. Naraoka. Kaido Naraoka. Thua hết rồi. Nido đánh hay quá. 17-18, 18 đều rồi. Ôi, phê kìa. Ôi, Kama. Đẳng cấp thật. Sợ thật. Không hiểu nó thủ kiểu gì. Cổ tay nó làm bằng gì nữa. Cầu ngang là sở trường của vận động viên thấp hơn áo xanh dưới bên này. Hôm qua vận động viên này đã có liên tục có những pha ép cầu ngang dành cho ép cầu ngang Kim Đắc Giang khiến anh đánh hỏng rất nhiều pha cầu. Sở trường đấy, sở của trường của vận động viên áo xanh thấp hơn như thế này. Nhưng thực sự đúng là hai pha cứu cầu vừa rồi của tay vợt áo đen là đều là những pha cầu không tưởng. Đủ để thấy rằng các vận động viên thế giới họ đánh như thế nào và đẳng cấp của dông thế giới nó đang ở đâu. Đây mới chỉ là giải Challenge thôi. Còn giải Super Series mà chúng ta được nhìn tận mắt thì không biết nó kinh khủng như thế nào. Rồi xong rồi. 19-18 cho cặp đôi áo xanh. Vâng, bản lĩnh vẫn là bản lĩnh. Và đi ăn diễn tiến của hai set, diễn tiến của hai trận đấu gần giống hệt nhau. 19-18 cặp đôi áo xanh đã vươn lên, thực sự quá bản lĩnh. Sự cầu lông đôi nam đồ quá mạnh. Chút. Cái gì ấy, bãi sửa. Bản chất dã man. Thủ kiểu như vậy. Toàn thủ quá à. 20-18. Vâng, các vận động viên trẻ của Indonesia thực sự rất tài năng. Còn Kevin nếu không, không nhầm thì năm 2015 Kevin thi đấu cũng vô địch giải Filipucha Hà Nội. Còn bây giờ cặp đôi trẻ là 18, cặp đôi áo xanh vẫn là dạng kinh nghiệm hơn và bản lĩnh hơn. Nhưng thực sự những đường cầu mà cặp đôi trẻ của Indonesia, cặp đôi sinh năm 99 và 2000, những đường cầu quá mãn nhãn. Vâng, một trận đấu quá hay.